Tramina xin chào cả nhà. Cuối tuần này là Tramina định trốn cả nhà đó, định đi làm đẹp, làm nail gì đó và không có lên clip luôn. Nhưng mà cách đây khoảng giờ đồng hồ á, Tramina ra tiệm nail thì cái bà chủ quán bà mới hỏi là ủa cái vụ bà Phương Hằng gì đó bữa nay sao rồi. Ngay lập tức thì có một khách hàng nữ khoảng là hai mươi mấy tuổi thôi mới lồng lộn lên nói tu gì tu. Mới bị tạm giam thôi, tòa chưa tuyên án là chưa có tội. Mai mốt là cô Hằng sẽ vì trong danh dự, vì trong hoa cờ và người ta sẽ minh oan, sẽ đền bù thiệt hại cho cô Hằng, bởi vì hơn cả năm rồi tìm hoài mà không có ra tội của cô Hằng. Thì cái clip này á nói về bài báo đăng trên báo điện tử chính phủ. Báo điện tử chính phủ là của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về cơ quan chủ quản thì Tramana để bên cạnh á, và cái trang web Tramana để bên cạnh cho mọi người biết. Bài này đăng trong bối cảnh là phiên chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 755 về hoạt động chất vấn này. Thì trên cái nội dung này chúng ta thấy đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm, thì vụ bà Hằng cũng là một trong những cái vụ án như vậy. Cái việc mà đẩy nhanh tiến độ xét xử thì người ta cũng đã họp và nói nhiều lần rồi, nhưng đây là lần gần nhất, là rơi vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong đó thì có một cái nội dung mà Tramina gạch chân á, đó là nghiêm trị người chủ mưu cầm đầu. Cái vụ nào mà dư luận xã hội quan tâm hoặc là vụ án về kinh tế tham nhũng này nọ, chức vụ này nọ mà cầm đầu chủ mưu thì sẽ nghiêm trị. Nói đến đâu là chứng minh đến đó. Cũng là báo điện tử chính phủ luôn. Nêu rõ kết luận của PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh, đó là bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu và các cái bị can là đồng phạm, là ba trợ lý như chúng ta đã biết rồi. Tiếp nữa ha, đó, chủ mưu cầm đầu thì bị xử lý nghiêm, đề nghị xử lý nghiêm. Rồi chủ mưu cầm đầu á thì không có được hưởng án treo. Dẫn luôn câu trả lời của Bộ Công an này. À, một ít câu hỏi cho Tramina chiếu về website tí xíu để mọi người thích thì vào đây coi ha. Bộ Công an.gov.vn. À, có một người tên là Nguyễn Anh Đức hỏi Bộ Công an thế này: Bộ Công an cho hỏi những trường hợp nào người phạm tội không được xem xét cho hưởng án treo. Ngày hỏi là ngày 9 tháng 12 năm 2022. Thì câu trả lời của Bộ Công an này: theo đó, người phạm tội không được xem xét cho hưởng án treo được quy định trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, đó là người phạm tội là người chủ mưu cầm đầu. À, Bộ Công an trả lời đó ha. Đây là hướng dẫn áp dụng theo điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo. Đấy, thì người chủ mưu cầm đầu thì sẽ không được hưởng án treo. Và vì kết luận chủ mưu cầm đầu thì mọi người lưu ý, Tramina nhắc lại cho các anh chị nhớ thế này. Vụ án của Nguyễn Phương Hằng thì đã trả hồ sơ 3 lần rồi. Lần thứ nhất là tháng 9 năm 2022. Mục đích của lần này khi mà trả hồ sơ của Viện Kiểm sát ấy, là để làm rõ về vai trò đồng phạm và xem xét về việc nhập án từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Lần thứ hai trả hồ sơ điều tra bổ sung ấy là ngày 29 tháng 11 năm 2022. Mục đích lần này cũng là để làm rõ về vai trò đồng phạm. Và kết quả là ngày 1 tháng 12 năm 2022 ấy, thì ba trợ lý của Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam về vai trò đồng phạm. Sau đó thì Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC01 của Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận điều tra, thì ra kết luận là Nguyễn Phương Hằng là có vai trò chủ mưu cầm đầu như chúng ta đã biết. Và sau đó thì khi mà kết luận điều tra xong thì cơ quan điều tra gửi hồ sơ sang cho viện, và Viện Kiểm sát thì trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ ba là ngày 2 tháng 2 năm 2023. 22 ngày sau thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố bắt tạm giam về đồng phạm. Riêng bên phía Nguyễn Hằng là có 5 bị can, một cầm đầu, chủ mưu cầm đầu và 4 đồng phạm. Thì bây giờ á, nếu mà những anh chị nào mà đang ủng hộ bà Hằng á, đặt câu hỏi rằng liệu rằng tình thế có thay đổi không, về cái việc vai trò chủ mưu cầm đầu đã kết luận trước đó có thay đổi không, thì tôi giả định nó sẽ thay đổi trong cái trường hợp gì. Giả định nó, giả ví dụ có ai đó đứng sau bà Hằng hay là chỉ đạo bà Hằng, hướng dẫn bà Hằng làm cái này làm cái nọ làm cái kia để bà vi phạm, thì có thể lận tình thế được. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà đã giả định thì nó phải giả định luôn là bà Hằng có chứng cứ đầy đủ là ai đó bày cho mình, hướng dẫn cho mình, hướng dẫn các đường đi nước bước cho mình.
thì lúc đó mới có thể thay đổi về cái vai trò, có thể thay đổi về vai trò cầm đầu chủ mưu. Còn nếu không chứng minh được ai đó bày vẽ hướng dẫn đường đi nước bước cho bà phải làm thế này, bà phải làm thế kia, bà nói phải nói người này phải nói người kia, thì không chứng minh được thì bà lại là nằm trong cái vai trò chủ mưu cầm đầu. Và vai trò chủ mưu cầm đầu thì chúng ta biết rồi, không được hưởng án treo, thì nghĩ là phải nghiêm trị những cái người cầm đầu chủ mưu đấy. Ngày hôm qua ngày 8 tháng 4, ngày nói dối đó, thì tôi thấy có một cái tài khoản đưa tin là bà Hằng về, mà cái tài khoản này là phản biện bà Hằng. Do đó tôi tin, tôi tưởng thật, tôi vội tin ngay và tôi nói tôi hoảng hồn, tôi nói ủa sao một cái người được cho là cầm đầu chủ mưu rồi, vụ án nghiêm trọng rồi, tới chính bị hại rồi, bây giờ là có đơn là đề nghị rồi, có đơn tố cáo về 46 cân được cho là vai trò đồng phạm với bà ta, mà bây giờ bà ta được ra ngoài là sao ta? Tôi hoảng hồn luôn, tôi không tin sự thật. Vì tôi nói nếu mà nó xảy ra thì rõ ràng là hệ lụy xã hội khôn lường, cho nên là cũng hơi toát mồ hôi hột luôn. Và lát sau định hình lại là nhớ lại là hôm qua là ngày cả tháng tư ngày nói dối, cho nên là trấn tĩnh lại một chút xíu. Thì á, mọi những cái tài khoản thế này này, họ đưa tin là tin vui từ quốc hội đền bù lớn này kia kia nọ, mấy cái mọi người tự đọc đi, đây là tin giả nhưng rõ ràng vẫn lừa được nhiều người ha. Đây tin giả, tin thắng trận, chuẩn bị đón cô thôi, hàng triệu fan đổ xuống đường ăn mừng này nọ, đây là tin giả nhưng mà nhiều người vẫn thả tim và tin mới hay chứ. Rồi theo mình nghĩ bác đang dọn rác chỉ ở trọng an toàn hơn, chứ không có luật nào không điều tra được mà tạm giam. Cái bạn này là có cái suy nghĩ trái ngược và chống lại con trai bà Hằng rồi, vì con trai bà Hằng muốn mẹ được tại ngoại, xin cho mẹ mình tại ngoại mấy lần rồi, mà tại sao mấy bạn lại ưa cô Hằng ở trong để làm gì? Các bạn cho rằng ở trong yên ổn còn ngoài không yên hả? Đất nước chúng ta ngoài không yên là yên chứ sao không, ở ngoài ai làm gì đâu không yên. Về thì sống trong nhà cao cửa rộng nhung lụa vàng son, quản lý tài sản kim cương một xoàng sướng hơn chứ. Chứ ở trong làm gì mà cứ nghĩ rằng ở trong để bắt cọp hay là dọn rác vợ chồng. Thì tôi chỉ đưa những cái tin thế này để cho các anh chị tỉnh ngộ lại chút. Mình thương ai thì thương, nhưng mà phải tin vào sự thật và diện mới khách quan mà công an người ta kết luận cũng như là báo chí đưa tin. Tôi cho mọi người xem cái bài này, cái trang này thì trang chống luận điệu xuyên tạc, chống những cái luận điệu chống phá nhà nước cũng như là đưa những cái thông tin cảnh báo những thông tin giả đó. Trang này có cảnh báo về việc một cái tài khoản lấy hình ảnh của một bạn tên là Ngọc Trầm và cho là Ngọc Trầm này là Võ Tú Quỳnh, là một trong những cái đối tượng mà vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, là cháu của chủ tịch nước này nọ đó, tin giả. Họ lấy họ Võ cái họ đưa tin giả liền. Tramina cũng gạch chéo luôn cái bản tin này để cho mọi người bắt đầu tin giả, nhưng mà nhiều người vẫn tin và vẫn bị dắt mũi tin là sự thật. Có thấy ai họ Võ là hoài nghi, thấy ai họ Hồ hoài nghi, thậm chí họ gì cũng đưa trong cái tầm ngắm để hoài nghi, và vô tình nó cái sự cả tin thì khiến cho các anh chị dẫn dắt. Và cái bạn này nói là một số dân mạng Việt Nam không khác gì những con bò. Tôi đọc lịch sang tí, tôi không nói khán giả là con này con nọ, nhưng mà cái người này nói bởi vì nhiều dân mạng Việt Nam dễ bị dắt mũi. Như thế nào, một cái tài khoản TikTok lấy bừa ảnh bạn gái có chút tiếng tăm trên mạng xã hội là Nguyễn Ngọc Trâm, sau đó vu cho bạn này là cháu của chủ tịch nước, một cái tiếp viên khác, và sau đó thì cho là Võ Tú Quỳnh cháu của bác thượng này kia. Có người nói rằng dân mạng Việt Nam là tập hợp của một đám người luôn thích hành hiệp trượng nghĩa, luôn thích chứng tỏ bản thân, luôn muốn đấu tranh cho công lý, nhưng mà người ngốc và dễ bị dắt mũi. Với thời buổi mạng xã hội, đặc biệt là qua TikTok, chỉ cần một tấm ảnh và một dòng chữ là có thể đẩy cả một con người vào ngõ cụt. Ai cũng thích làm anh hùng, nhưng là trở thành đám anh hùng rợm đời và vô trách nhiệm, mà đã bị dắt mũi lại còn không nhận ra được cái sai của chính mình, lại đi cảm ơn một tên cắt ghép xuyên tạc rồi tung hô như là một người hùng của dân tộc Việt Nam. Đọc những bình luận mà ngao ngán, có những người không bao giờ thèm quan tâm đúng sai, không thèm kiểm chứng kiểm tra thông tin, chỉ thấy rồi chửi, bao giờ họ mới ý thức được rằng một lời chửi trên mạng có thể nguy hại đến danh dự nhân phẩm và thậm chí cả tính mạng của người khác. Bao giờ dân trí của một bộ phận dân cư Việt Nam mới khá lên được đây? Bao giờ mới có thói quen đừng vội vã tin những gì trên mạng? Bao nhiêu vụ việc bị dắt mũi, bao nhiêu lần bị lừa bịp sao vẫn chưa rút ra được bài học? Tôi thấy là tin giả bây giờ trên mạng là nó khủng khiếp luôn.
và nó trên 90%. Cho nên tôi mới nói với mọi người là định hướng mọi người á, đọc báo mình chưa thấu, chưa hiểu lắm thì có thể nghe một số thông tin, cân ví dụ cân tôi chẳng hạn, tôi đọc báo rồi chia sẻ lại nội dung báo nhưng mà cho mọi người những cách dễ hiểu nhất, giống như chúng ta đọc một sách giáo khoa vậy, một cái bài thơ vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu, không cô đọng trong bài thơ sách giáo khoa nó nói gì thì sẽ có người đọc cho chúng ta nghe rồi phân tích nó một cách dễ hiểu nhất, sau đó đưa thêm những cái điều luật này nọ để chúng ta tiến bộ lên. Tôi nghĩ đó là cái sự văn minh đấy. Ngày nay tại sao rất nhiều người bị lừa trên gian mạng, từ tình cảm đến tiền bạc và nhiều chiêu thức lừa khác nhau, lừa kinh khủng khiếp trên mạng luôn, gọi là cái chiêu thức cũ mà nạn nhân mới đó, hầu như ngày nào cũng có những cái vụ lừa. Thì đó là do chúng ta đó nhẹ dạ cả tin và chấp nhận rằng cái tin giả đó là làm cái thú vui cho mình. Có những cái sự việc mà các anh chị biết rằng nếu mà không tin vào tin giả thì không thể nào lạc quan, cho nên rằng là cứ sống trong cái sự giả dối đó để mình vỗ về chính bản thân mình, chứ còn đối diện với sự thực ấy, thì thấy khổ quá, buồn quá, cảm thấy rằng bế tắc quá. Tôi ví dụ như một người phụ nữ mà lên mạng tấn công cả một cái đứa trẻ còn trong bụng, cái người đi từ thiện vượt qua đời, rồi cổ súy cho cái chuyện ngoại tình, làm gì vì đam mê này nọ, rồi tụ tiểu lờ mơ cơ, cái gì cũng có trong mồm hết á, nói là nó rất là dơ bẩn như thế mà đi ủng hộ ca ngợi, thì các anh chị giận dỗi lên, tự ái lên. Nhưng mà nếu các anh chị tỉnh lại một chút, liệu rằng mình ủng hộ những cái điều như thế thì hậu quả nó xảy ra là gì? Hậu quả nó biến đổi về cái tư cách các anh chị đi, nó biến thái về nhân cách luôn. Nếu mà mình đi ủng hộ một cái người mà có cái chuyện làm gái vì đam mê rồi ngoại tình để trải nghiệm, mắng nhiếc làm nhục một cái bào thai, một cái thai nhi, rồi cái người vừa qua đời á, mới có vài tiếng thôi lên mạng chửi bới làm nhục vu khống đủ điều, thì mình biến thái về nhân cách mất rồi. Mà biến thái về nhân cách thì đó không phải là con người bình thường nữa, cho nên là phải suy nghĩ lại cái hậu quả đó, không khiến không chỉ đơn giản khiến các anh chị sa đà vào những cái tội lỗi mà khiến cho người thân con cháu mình cũng thế sa đà vào những cái tội lỗi. Cho nên đừng hỏi tại sao á, mà tôi nhắc lại ngày nay á, ngày nào cũng nghe cái vụ án là con cái bạo hành ra tay sát hại cha mẹ, rồi anh chị em đấu đá nhau rồi loạn xà ngầu lên, và ngược lại cha mẹ cũng bỏ bê con cái, cái ác nó lên ngôi. Người ta nói là khi cái ác mỉm cười á, nhé, bạo lực học đường đủ thứ kiểu đó. Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn ngày mai chúng ta sẽ nói nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn vào đầu tuần nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.